Cửa hàng Hiếu Miro xin mến chào tất cả các bác và anh em yêu âm thanh, yêu ca hát trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay trong clip này, Hiếu Miro xin phép được trân trọng giới thiệu và review cho toàn thể các bác đến một mẫu súp hơi Bát 40 mang hiệu rất lớn, thương hiệu DB Acoustic. Nói về thương hiệu DB Acoustic là một thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam trong một vài năm trở lại đây, với rất nhiều sản phẩm có chất lượng cao cũng như là rất là nổi tiếng như cục đẩy công suất, vang số, vang cơ, micro không dây, rồi loa full karaoke. Và không thể thiếu được góp phần làm nên tên tuổi của thương hiệu DB Acoustic chính là sản phẩm súp hơi Bát 40 em đang giới thiệu clip này các bác. Đây là một sản phẩm súp hơi Bát 40 hàng mới tinh, nguyên đai, nguyên kiện, được nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, đầy đủ tem mác, COCQ đầy đủ và có cấu trúc từ 220 côn 100. Đối với dòng sản phẩm này thì hiện tại cửa hàng Hiếu Miro được bán rất là chạy, và hiện tại thì sản phẩm này đã đang cháy hàng tại cơ sở 1 số 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, và em đang có mặt tại cơ sở chi nhánh quận Tân Phú với địa chỉ số 300 số 76A đường Lũy Văn Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bác nào có yêu mến dòng sản phẩm dòng súp hơi Bát 40 hàng chất lượng tốt thì có thể qua cửa hàng Hiếu Miro để tham khảo và lựa chọn cho mình một sản phẩm chất lượng cao các bác em nhé. Hiện tại thì cửa hàng Hiếu Miro cũng có một món quà cũng như một đó là một chương trình khuyến mãi đối với tất cả các khách hàng khi mua một sản phẩm DB Acoustic thì có thể được tặng một món quà, đó là một bộ sạc pin nhiều lần có dung lượng mỗi quả lên đến 3.300 mha. Đây là một dung lượng lớn nhất trên thị trường. Và cái mẫu sản phẩm pin này cửa hàng Hiếu Miro đã bán được 5 năm rồi và không đổi mẫu. Tại vì sao các bác? Tại vì chất lượng của nó rất là tốt và rất nhiều khách hàng phản hồi dùng cái mẫu pin này rất là tốt và giá cả rất là hợp lý và phải chăng. Cái mẫu sản phẩm này thì bên Hiếu Miro bán với giá 350.000 bao ship. Vì vậy khi các bác nào mua sản phẩm súp hơi DB Acoustic thì bên em sẽ gửi kèm một món quà. Đó là một bộ sạc pin, chúng ta có thể dùng đến 2-3 năm mà không phải dùng những pin con ó, pin con thỏ hay là một cái mẫu pin gì, nó sạc một lần là vứt đi, rất là tốn kém các em nhé. Và tiếp sau đây em đi vào thông tin của sản phẩm. Cái sản phẩm này tên đầy đủ là DK115S, mang hiệu DB Acoustic, hoạt động công suất trung bình là 500W. Màu sắc color là màu black, tức là màu đen. Số lượng mỗi thùng là 1 chiếc và khối lượng sản phẩm là 33,8 kg, khối lượng nguyên thùng là 36,7 kg. Đây là mã serial number của sản phẩm, và đây sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc, made in China. Sản phẩm thì Trung Quốc nó có rất nhiều loại, đối với hàng chính hãng thì bao giờ người ta cũng tuyển lựa cái hàng chất lượng cao, hàng chính hãng chất lượng cao, vì nó ảnh hưởng đến thương hiệu người ta nên lúc nào cũng sản phẩm chất lượng phải cao nhất đưa đến tay người tiêu dùng, thì cái thương hiệu đấy nó có bền vững thì mới nổi tiếng được các em nhé. Và sau đây em xin quay lại cái ngoại quan của sản phẩm, ngoại hình của sản phẩm, cục đẩy súp hơi Bát 40 DB Acoustic từ 220 côn 100. Thiết kế là một tông màu đen rất là đẹp và gọn gàng cũng như rất là sang trọng, dễ dàng phối kép với rất nhiều thiết bị trong bộ
bộ ràn karaoke cũng như bộ sự kiện hay là bộ phòng trà các em ạ. Thương hiệu DB Acoustic được khắc rất là rõ ràng và nổi bật. Đến sản phẩm xịn thì bao giờ cái mọi chi tiết nó đều rất là rõ ràng, sắc nét em nhé. DB Acoustic The Professional. Đây là ngoài đây còn có một cái tem nữa, tem thương hiệu DB Acoustic, sản phẩm DB Acoustic Professional Audio System Technology from USA. Sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ Mỹ, USA. Và bên cạnh đây là nó có một cái tem bảo hành chính hãng, xác thực chính hãng. Các bác có thể gửi đến tổng đài 8055. Số hotline của bên công ty DB Acoustic là 086 888 662 các em nhé. Mọi vấn đề mà băn khoăn về sản phẩm các bác có thể liên hệ đến tổng đài này. Đây em xin phép được quay một vòng quanh sản phẩm. Hai bên hông của nó thì được thiết kế có hai cái phần tay nắm này để chúng ta rất là rõ ràng xách sản phẩm đi. Nó một cách là dễ dàng hơn. Đằng sau thì ghi cũng rất là cụ thể về thông tin sản phẩm. Tên thương hiệu DB Acoustic The Professional. Mã hiệu sản phẩm DK115S. Rage Power tức là công suất hoạt động trung bình là 500W. Đối với 500W này thì chúng ta có thể dùng cái cục đẩy 600W, 700W, 800W là đánh ngon lành rồi. Còn các bác nào có thể dùng cái cửa mà nó lớn hơn nữa để đánh cũng không sao cả, vì công suất hoạt động tối đa là 2000W, peak power 2000W. Tiếp theo, nominal impedance tức ở 8 ohm tức là cái trở kháng hoạt động 8 ohm, frequency range là tần số hoạt động từ dải 38 Hz đến 200 Hz. Đây là cái dải mà cho tiếng súp căng mạnh nhất. Sensitivity là độ nhạy 99 dB. Các đặc điểm của sản phẩm này đó là tiếng bass của nó rất là sâu, đặc biệt khi đánh ở công suất cao thì tiếng của nó rất chắc và không bị bẻ tiếng, không bị vỡ tiếng, nên là được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng. Còn cái đầu này là đầu input của em nhé, input là đưa đầu vào đây bằng jack Newchick, và phần này là phần nối tín hiệu sang một chiếc loa khác, một chiếc loa súp hơi khác chẳng hạn. Và đây là mã hiệu serial number của sản phẩm trùng với trên thùng của em nhé. Ghi rất rõ ràng DB Acoustic The Professional Audio System Technology from USA. Và em xin phép được cung cấp một thông số của sản phẩm nữa là chiều ngang của sản phẩm này là 47 cm. Chiều ngang của sản phẩm là 47 cm em nhé. Chiều sâu từ ngoài vào trong đây là 59 cm. Và cái chiều cao của sản phẩm là cũng là 59 cm, để các bác em cùng tham khảo thông số để đưa vào những cái vị trí không gian phù hợp với gia đình nhà mình. Em xin nhắc lại, bề ngang 47 cm, chiều cao 49 cm và chiều cao 59 cm và chiều sâu 59 cm. Một cái đặc điểm nữa trước khi em quay vào phía bên trong đó chính là một cái này mà nó thật sự là nếu mà không cho chuốt thì không để nghĩ ra cái này được, đó chính là bên hông của nó. Gần như có để ý tất cả thiết bị súp bình thường trên thị trường, kể súp chính hãng như B3 hay những sản phẩm khác JBL thì họ bắt trực tiếp, thì đây bên DB họ đã làm rất tỉ mỉ, công ty họ làm rất tỉ mỉ, đó chính là cái ốc có gen ở bên bắt e-căng này, không có gì là hoàn thiện hơn nữa cả. Đó là cái quá trau chuốt và hoàn hảo, tất cả các bo góc của nó cực kỳ tỉ mỉ các nhá. Đó là một cái mà đẳng cấp và hoàn thiện đến tuyệt đối. Và bên trong thì nó sử dụng bông tiêu âm tứ mặt các nhá, rất nhiều bông tiêu âm để cho tiếng bass nó hay hơn, rền hơn. Dây của nó đều dây hàn tráng thiết các nhá, cực kỳ xịn, không phải dây thường. Đấy, có nhìn được. Đấy, rất là tỉ mỉ. Đây quay vào phần bass thì nó sử dụng bass ở đây là bass từ 220 hoặc 100, mã ghi rất là rõ DBA Acoustic. Đấy. Một cái mã của nó là 15100A-2. Đấy. Ở đây côn nó rất là lớn, côn họng đến 100 hoặc hơn 100 chút các bác nhá. Và có để ý này, cái quan trọng là chất từ này. Chất từ là hãng ở đây là bằng Nhật, bằng chất từ nhập khẩu. Các nhìn chất từ ở đâu, nó y xì chất từ của B3. Đều bằng keo màu hồng đúng không nhá? Chất không ạ. Nó chất kiểu dáng ngay đây, tôi quay em vừa quẹt vào phấn chạm phấn luôn này. Nó rất không có gì miêu tả đến chiếc súp này. Ở trong kênh em thì em tính em rất là thẳng tính và ít khi quá quá tâm bốc sản phẩm lên, nhưng nói chiếc súp này phải công nhận là cái độ hay,
Vì trước đó bên em các bác rất nhiều bác mua sản phẩm súp DB mã hiệu là DX115S, thì đối với mẫu này là DK15S, chất âm nó hay hơn. Chỉ có những bác nào đã mua sản phẩm này bên Hướng Minh thì bác mới cảm nhận được, và em đã bán được 6 chiếc ngay từ hãng mới về được cách đây của hơn một tuần thôi. Em đã bán được 6-7 chiếc rồi, mới cập bến với em có vài hôm. Và các bác nhìn ở phần lón, cái chi tiết đây là cái giải lón là rằng và gân vải xếp. Cái vải xếp này thì cho cái tiếng giải nó ra, nó sóng lượn, nó hay hơn, và hay hơn rất nhiều và lực hơn bác nhá. Gân nụa tẩm dầu 3 lớp và cái lón nó làm chi tiết bơm keo. Bơm keo này, cơm keo máy y xì như cái chất keo của cái con TSG xúc Mỹ bên Hướng Minh. Các bác nhìn này, chi tiết không ạ? Bởi anh em làm tay hay là làm thủ công không thể làm lỗi. Và cái lón của nó lón sần, chất không? Cực kỳ chất. Thiết kế là nhíp ở đây nó gồm bằng cái từ tính gồm là bình thường là anh em, bình thường các cái dòng từ khác thì nó sẽ bằng hai nhíp đen. Thì đây nó sẽ bằng từ đen và nhíp trắng thôi nhé, nhíp trắng. Cực kỳ chất. Sau đây em xin phép được ghép đồng bộ vào một bộ dàn karaoke tại cửa hàng Hero, gồm các thiết bị cục đẩy công suất, vang số, loa full và loa súp hơi bass 40 này để test thử công lực cũng như sức mạnh cũng như chất âm của sản phẩm này với em cùng nghe với em nhé. Xin chào các bạn anh em nhé. Hiện tại em đang đấu nối quả súp hơi DB Acoustic 340 DK115S và một combo dàn các thiết bị DB gồm có cục đẩy 3 công suất 3 kênh này, DB Acoustic D2610, một vang số rất là chất lượng, DB Acoustic S690 và một đôi loa bass 30 DB Acoustic PK12. Sau đây em xin phép được test chất âm cũng như thử sức mạnh của súp này của em nhé. Đối với dòng súp này thì cho ra tiếng bass rất là căng tròn, đặc biệt khi lên cái cường độ cao thì nó không bị vỡ tiếng, vẫn được thể hiện được một cái chất âm rất là ngon nghẻ, nói chung là chắc nịch với em nhé, căng đầy chắc nịch. Và sau đây em xin không mất thời gian nữa, đi vào ngay và test một đoạn ca khúc. Giọt sương trên mí mắt Hồng Nhung. Xin các bác và anh em cùng theo dõi nhé. Trong những ca khúc này thì tốt nhất các bác em nên dùng tai nghe để thưởng thức chất âm thật. Lúc mặt trời sinh ra, tiếng rất là trong mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha.
em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em vẫn tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn vô dòng nước mắt. Tiếng rất là chắc và khỏe, ngồi ở gần cảm giác rất là đong đầy của em nhé. Và khi đánh lên tiếng nó căng nhưng không bị cảm giác khó chịu. Đó là chất âm của cục đẩy của cục súp DB Autix 340. Sau đây em xin dừng clip tại đây. Và mến chào các bác ở trong những clip giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin thân ái và chào tạm biệt.